Thưa quý vị, sáng nay Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 6 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Dịch. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc đánh giá tình hình và đề ra các phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh những thuận lợi, thành phố cũng đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bằng việc phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tập trung huy động tối đa các nguồn lực với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt, đến nay dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tình hình thành phố ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, làm cơ sở quan trọng để khôi phục và tăng trưởng kinh tế trong trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt. Trong buổi sáng nay, hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến đánh giá toàn diện về tình hình các mặt công tác năm 2021, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2022, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tình hình công tác phòng chống dịch và một số kết quả phục hồi kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.